Sáng ngày 29 tháng 8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ đón, tặng hoa và trao bằng khen cho đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đạt thành tích xuất sắc khi tham dự kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn và Vật lý Thiên văn lần thứ 17. Tại kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn và Vật lý Thiên văn lần thứ 17 năm 2024, học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam thắng lớn với 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên tất cả các học sinh Việt Nam dự thi kỳ thi này đều giành huy chương. Chúc mừng thành tích chung đội tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã trực tiếp đón đoàn học sinh tại sân bay Nội Bài. Với kết quả của 5 em học sinh ngày hôm nay, thầy rất là tự hào bởi 5 em đã đem lại một cái sự vinh quang cho Tổ quốc, cho Hà Nội, cho giáo dục của Hà Nội. Với những kết quả đó, đây là cái kết quả mà chắc chắn trong cuộc đời học sinh của mình. Các em sẽ có rất nhiều kỷ niệm, rất là tự hào và chắc chắn sẽ là hành trang rất là tốt để các em sau này lập thân lập nghiệp. Thầy cũng xin được đề nghị với các em cũng vừa là tự hào nhưng mà bên cạnh đó là cái nền móng, là cơ sở tốt nhất để các em tiếp tục cố gắng phấn đấu, không thể tự mãn với những kết quả mình đã đạt được. Năm nay, với sự tham gia của gần 300 thí sinh đến từ 53 quốc gia, đoàn IOAA Việt Nam có 5 học sinh xuất sắc đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đại diện. Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham gia cuộc thi này. Các em học sinh đã trải qua 3 phần thi căng thẳng, phần thi lý thuyết kéo dài trong 5 tiếng, phần thi xử lý số liệu kéo dài trong 3 tiếng, phần thi quan sát ngày và đêm với tổng thời gian 2 giờ 15 phút. Năm nay là có 53 quốc gia tham dự, trong đó rất nhiều quốc gia là có nền thế mạnh như Iran, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên thì với thành phố Hà Nội thì chúng tôi đã có cái chủ trương ngay từ đầu năm, đó là nâng cao chất lượng mũi nhọn, nên đã tổ chức sát hạch, tuyển chọn để lựa chọn 5 cái tiêu biểu để tham gia dự thi, và sau đó giúp ôn luyện, bồi dưỡng để làm sao các em chuẩn bị kỹ nhất để trước khi diễn ra kỳ thi các em có một sự tâm thế cũng như là một cái năng lực để đảm bảo. Có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài từ sớm chờ đón con trở về sau kỳ thi, chị Trần Thị Thu Thúy, phụ huynh em Nguyễn Bá Linh, cho biết từ nhỏ con đã có niềm đam mê rất lớn với thiên văn học. Các bạn ý hầu như là ngày học 3K này, xong lại phải thức đêm thì phải thức tận khuya, tận 1-2 giờ sáng thì bắt đầu mới nhìn thấy được, ngắm được sao ở trên bầu trời ấy. Nên cho nên là trước khi đi thi thì các bạn ấy cũng rất là quyết tâm. Ngoài cái việc mà học lý thuyết rồi ấy, thì các bạn phải thực hành. Nhìn ngắm bầu trời sao vào ban đêm ấy, thì các bạn phải vào trong tận Nha Trang ấy để thực hành. Chứ ở ngoài Hà Nội thì cái khí hậu thời tiết thì nó không được thuận lợi. Và nói chung là phải thức cả, gần như là thức trắng đêm ấy để học. Em nghĩ là thứ nhất là em được quan sát những cái ngôi sao ở trên bầu trời và được tìm hiểu về chúng ạ. Cái thứ hai thì em nghĩ là trong cái chuyến đi sang chuyến đi thi ở bên Brazil thì em đã quen được rất nhiều bạn mới ạ. Rất nhiều bạn không chỉ con trai mà có rất nhiều bạn con gái rất giỏi ở tất cả các nước trên thế giới ạ. Điều đấy cho em thấy là không phải chỉ có mấy bạn con trai mà có thể giành được huy chương cao trong các cuộc thi. Ví dụ như là bạn cùng phòng của em là một bạn con gái bên Iran thì bạn đã giành huy chương vàng. Được biết, Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học. Kỳ thi được tổ chức nhằm ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế.